Quý vị đang theo dõi tin tức Hoa Kỳ và thế giới trên kênh BTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính sau: Tổng thống Trump, Sydney Powell không phải là luật sư của tôi. Chính quyền Biden và những điệp viên Iran muốn đe dọa cho an ninh Hoa Kỳ. Cuộc khủng hoảng opioid ở Mỹ ngày càng gia tăng khi các chính trị gia cho phép đạo luật hỗ trợ hết chịu lực tác giả cuốn sách Breaking Biden, hãy gặp gỡ Jim Biden, chủ hộp đêm tỷ phú kinh doanh quốc tế, người vận động của Joe. Và sau đây là nội dung chi tiết. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nói về một tuyên bố đặc biệt từ Tổng thống Trump. Một tuyên bố có liên quan đến luật sư Sidney Powell là vấn đề nóng hổi xoay quanh cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Trump đã đăng một bài viết trên Truth Social, mạng xã hội mà ông đã sáng lập để chia sẻ quan điểm và suy nghĩ của mình về Sidney Powell. Tổng thống Trump viết, Sidney Powell là một trong hàng triệu và hàng triệu người đã nghĩ và số lượng những người nghĩ đúng càng tăng rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị gian lận và đánh cấp, là đất nước của chúng ta đang bị hoàn toàn hủy hoại bởi nó. Tổng thống thứ 45 tiếp tục bất chấp các báo cáo tin tức giả mạo tuyên truyền điều ngược lại và thậm chí chưa bao giờ thực hiện việc liên hệ để hỏi ban vận động tranh cử của Trump. Bà Powell không phải là luật sư của tôi và không bao giờ. Trên thực tế, bà ấy sẽ cảm thấy mâu thuẫn. Cuối cùng, Tổng thống Trump đề cập đến việc công việc của Sydney Powell trong việc đại diện cho tướng Mike Flynn và nhận tội nhẹ trong vụ Georgia Rico. Ông viết Bà Powell đã thực hiện một công việc dũng cảm trong việc đại diện cho tướng Mike Flynn, một người bị đối xử không công bằng và bị áp lực bởi chính phủ, nhưng không mang lại kết quả. Sự truy tố của ông, bất chấp sự thật, đã rất tàn nhẫn. Ông là một người vô tội, giống như nhiều người vô tội khác đang bị chính phủ phát xít của chúng ta bức hại, và tôi rất vinh dự được tòa xá cho ông ấy. Điều này diễn ra sau khi Sydney Powell đã nhận tội nhẹ trong vụ George Rico với 6 tội âm mưu cố ý can thiệp vào việc thực hiện nhiệm vụ bầu cử, tất cả đều là tội nhẹ và là mức giảm đáng kể so với 7 trọng tội ban đầu. Thưa quý vị, trong bài phát biểu mới đây, Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã bày tỏ sự quan ngại về một vụ bê bối an ninh quốc gia nghiêm trọng và nêu rõ mối lo ngại liên quan đến ba cá nhân bị gọi là điệp viên Iran được cho là đã làm việc ở vị trí cấp cao trong chính quyền của cựu Joe Biden. Đồng thời, ông tuyên bố rằng một trong số họ được ghi nhận là người có cảm tình với Iran và đã có tiếp cận với các tài liệu mật khi đảm nhận vị trí chính quyền trong Bộ Quốc phòng. Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã nhấn mạnh rằng đây có thể là một trong những vụ bê bối an ninh quốc gia lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông chia sẻ thông tin về Rob Marley, Người đang lãnh đạo đoàn đàm phán của Joe Biden với Iran và đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Iran, ông mô tả Mali như một người ủng hộ thỏa thuận hạt nhân Obama-Iran và đề cập đến sự kỹ năng phán đoán kém của ông ta, dẫn đến việc bị sa thải và mất quyền kiểm soát an ninh. Ông Crew cũng tiết lộ rằng ba cố vấn hàng đầu của Rob Mali là những người ông tin cậy, đều có liên quan đến Iran và được tuyển dụng bởi chính phủ Iran, Họ đã báo cáo trực tiếp với Bộ trưởng Ngoại giao Iran, và một trong số họ thậm chí đã thảo luận về lòng trung thành của họ đối với Iran và cam kết tuân theo chỉ thị từ Iran. Điều này bao gồm cả việc truyền đạt thông điệp từ chính phủ liên bang rằng không có sai lầm nào về kho dự trữ hạt nhân của Iran. Theo ông Crew, một trong số ba cá nhân này hiện tại đang vẫn là tránh văn phòng của Bộ Quốc phòng với quyền truy cập vào các tài liệu mật. Chưa hết, các phương tiện truyền thông của công ty không thể đề cập đến việc ba điệp viên Iran đã được đưa vào các cấp chính quyền cấp cao với quyền truy cập vào các tài liệu mật khi làm việc trực tiếp cho Iran. Chính Iran vừa sát hại 31 người Mỹ và 1.400 người Israel, cùng một Iran được chỉ đạo bởi một giáo chủ, người thường xuyên dẫn đầu đám đông hô vang cái chết cho nước Mỹ và cái chết cho Israel, tạo nên một bối cảnh căng thẳng về an ninh quốc gia. Quý vị thân mến, theo một báo cáo từ Politico, cuộc khủng hoảng sử dụng ma túy quá liều đang trở nên ngày càng trầm trọng và không thể giải quyết, dù đã có nỗ lực từ các chính trị gia tại Washington DC. Cuộc khủng hoảng này đã gây tổn thương đáng kể đối với nhiều người dân Hoa Kỳ. Vào năm 2018, cả lãnh đạo cả hai đảng chính trị cùng với Tổng thống Donald Trump khi đó đã nhận biết vấn đề này và ủng hộ một đạo luật đưa vào việc sử dụng hàng tỷ đô la để giải quyết vấn đề nghiện ma túy. Tuy nhiên, đạo luật này được gọi là đạo luật hỗ trợ đã hết hiệu lực gần đây, lý do cho việc không tái thẩm định đạo luật này là không phải là do sự chia rẽ đảng phái mà là do nhận định rằng nó không mang lại giải pháp hiệu quả và nhanh chóng để giải quyết tình hình. Mặc dù đã có hơn 105.000 người Mỹ thiệt mạng vào năm ngoái do tình trạng quá liều ma túy, Quốc hội vẫn chưa có sự khẩn trương trong việc tái áp dụng đạo luật sau khi nó hết hiệu lực vào ngày 30 tháng 9. Sự thiếu khẩn cấp này không phải do chia rẽ đảng phái mà vì đạo luật mới không được coi là một giải pháp hiệu quả. Politico cũng lưu ý rằng quốc hội có thể tiếp tục tài trợ cho các nỗ lực chống lại sử dụng thuốc viện mà không cần phải thông qua một phiên bản mới của đạo luật hỗ trợ. Tuy nhiên, điều này có thể làm lỡ mất cơ hội thử nghiệm các phương pháp tiếp cận mới gây nản lòng cho những người ủng hộ. Cơ quan y tế và thương mại hạ viện đã thông qua đạo luật hỗ trợ vào mùa hè, nhưng sự hạn chế của nó đã khiến việc tái thẩm định không khẩn cấp. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy của Louisiana đã đề xuất một dự luật liên quan đến vấn đề này, trong khi chưa có đảng viên Đảng Dân chủ nào thực hiện tương tự. Bài báo cũng nêu rõ rằng fentanyl đang là nguyên nhân gây ra hầu hết các trường hợp tử vong do sử dụng quá liều ma túy trên toàn quốc. Ủy viên Y tế thành phố New York, tiến sĩ Ashwin Vassan đã kêu gọi cơ quan an ninh quốc gia, cơ quan an toàn công cộng và cơ quan thực thi pháp luật làm việc cùng nhau để ngăn chặn việc cung cấp fentanyl. Ông lưu ý rằng tình hình đang trở nên tồi tệ hơn và cần có một tiếp cận toàn diện để đối phó với cuộc khủng hoảng này. Cuối cùng, một cuộc khảo sát từ tháng 2 đã cho thấy rằng người Mỹ xem ma túy opioid và fentanyl là mối đe dọa sức khỏe hàng đầu trên toàn quốc. Tờ Braveheart News cũng đã đưa tin về tình hình nghiện opioid và fentanyl rộng rãi. Thưa quý vị, dường như cả đời mình, anh trai của cụ Joe Biden là James Biden hay Jim Biden đã hưởng lợi từ địa vị chính trị của anh trai Ông ta từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong các chiến dịch tranh cử, hoạt động gây quỹ và quản lý quỹ phòng hộ tài chính của Joe Biden. Trump có vẻ là một người đa năng, nhưng thực tế thì ông ta chỉ mặc một chiếc áo là anh trai của Joe Biden. Tôi đã tiết lộ nhiều cách mà Trump đã tận dụng sự gần gũi với quyền lực của anh trai mình trong cuốn sách bán chạy nhất New York Times của tôi, Breaking Biden. Một ví dụ rõ ràng về việc Trump tận dụng quan hệ với anh trai mình để kiếm tiền là ở công ty AmeriCorps Health. Gần cuối nhiệm kỳ chính quyền Obama, Jim gia nhập AmeriCorps, một công ty quản lý bệnh viện ở nhiều bang. Dù không có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Jim đã hứa rằng ông có khả năng mở cơ hội kinh doanh và huy động tiền từ các công ty trên toàn thế giới, bao gồm cả một tập đoàn lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng những cam kết này không bao giờ được thực hiện. Vào tháng 12 năm 2019, AmeriCorps tuyên bố phá sản. Một số tuần sau đó, FBI tiến hành cuộc điều tra về tội phạm cổ trắng tại văn phòng của AmeriCorps ở Pennsylvania. Theo Politico, AmeriCorps đã đối mặt với các vấn đề pháp lý do quản lý yếu kém. Những nhà đầu tư và đối tác của công ty đã kiện ban quản lý cáo buộc hứa hẹn không thành hiện thực và lừa đảo tài chính. Đáng chú ý, Jim Biden bị cáo buộc chuyển tiền từ AmeriCorps. Ngoài quy trình kinh doanh thông thường, theo một cựu giám đốc điều hành, vào năm 2018, Jim đã nhận hơn nửa triệu đô la tiền vay cá nhân từ công ty mà có lẽ không bao giờ trả lại. Gần đây, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer tiết lộ rằng, vào năm 2018, Jim Biden đã gửi khoản thanh toán 200.000 đô cho Joe Biden, và cùng ngày, ông đã nhận được một khoản chuyển khoản trị giá 200.000 đô từ AmeriCorps. Comer giải thích, vào ngày 1 tháng 3 năm 2018, Americo chuyển khoản vay 200.000 đô la vào tài khoản ngân hàng cá nhân của Jim và Sarah Biden, không phải tài khoản ngân hàng doanh nghiệp của họ. Và ngay trong ngày đó, Jim Biden đã viết một tấm xét trị giá 200.000 đô từ tài khoản ngân hàng cá nhân này cho Joe Biden. Những chi tiết này rất quan trọng và cần được điều tra kỹ. Mọi người nên hỏi Jim về những gì ông đã làm cho AmeriCorps và giải thích về việc chuyển tiền cho cả ông ta và Joe Biden. Hy vọng rằng câu hỏi này sẽ được trả lời. Tất cả điều này có thể tạo ra một sự quan tâm lớn từ công chúng. Đương nhiên, điều này chỉ là một ví dụ trong hàng loạt nỗ lực của Jim Biden để tận dụng tên tuổi của gia đình để kiếm tiền. Tôi đã ghi lại nhiều thông tin khác trong cuốn sách Breaking Biden. Những mối quan hệ kinh doanh khó hiểu với Iraq, Arab Saudi và nhiều nơi khác đều đánh bại logic. James Biden, đã được thuê làm phó chủ tịch điều hành của công ty xây dựng Houston International, mặc dù ông không có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Vào thời điểm đó, Houston đang thực hiện các hợp đồng lớn ở Iraq và nhận hợp đồng trị giá hàng triệu đô la từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Điều này có thể liên quan đến mối quan hệ của Jim với Joe Biden, người đang lãnh đạo phái đoàn đến Arab Saudi. Tôi hy vọng rằng những câu hỏi sẽ được đặt ra và mọi chi tiết sẽ được làm rõ. Việc tận dụng quan hệ và quyền lực của gia đình trong kinh doanh không nên được coi là điều bình thường và cần phải được kiểm tra kỹ. Breaking Biden và trần các thế lực ẩn giấu và cổ máy kiếm tiền bí mật đằng sau Joe Biden, gia đình và chính quyền của ông ta có sẵn dưới dạng bìa cứng, sách điện tử và sách nói do tác giả đọc.